mời cô hết Xin chào các bác nhá. Em chào thầy, thầy các bác nhá. Bọn anh em lại ngồi buồn bã, ngồi sưởi lửa các bác ạ. Có giò nhỉ, mấy con chụp rồi. Nấu rồi, cơm chín rồi nhưng mà không có gì ăn. Còn một miếng thịt ướp từ hôm ra đây, uống gì ấy. Cơm này các bác này. Ô, ai đã ai đã ăn hết một nửa này rồi. Khô mồm. Con lấy cho con đấy. Con mốc à? Đấy, anh em lại bảo là đi xem có gặp một hai con rắn như tối hôm nọ không có bác nhá. Thì lại được thêm một hai con hay tốt. Hôm trước đi một đêm mới gặp ba con, bắt được hai con. À, tối nay trời rét rét thì không biết là có rắn không. Em già đấy. Đi thử xem, nếu không thì nhặt ốc, nhưng mà trời khô lắm, chắc ốc khô này chẳng có. Không được mấy. Trời có mưa, có mưa nhưng mà mưa nhỏ quá. Ở cái đất nó vẫn chưa ẩm. Mình đốt. Này, nồi cơm này tối nay không phải nấu nữa rồi. Sẵn đây. Này, nay có hai, nay có hai con mốc ăn ăn mất phần. Đấy còn đấy. Một cần. Cụ áo cũng bay rồi. Bùng hết rồi. Gõ mõ kêu nghe buồn nhỉ. Phăng 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 phăng. Không có gì ăn. Sao phải khổ thế. Thôi, chuẩn bị đi thôi. Chuẩn bị cái này, đồ đi thôi. Mốc đi không? Đá lắm, ở đây đi. Anh phải đóng cửa không? Đi thôi, có. Đóng cửa vào, tí về đi. Có, một phụ nữ đây luôn. Không mưa không? Ôi, vướng lắm. Ôi, ôi. Đi, kệ nó đi. Kệ nó đi. Tối phải tháo ra đóng. Tối phải đóng đấy. Ngủ phải đóng đấy. Những chỗ gần lán này lại hay có nha. Còn mình cứ dẫm qua dẫm lại nó. Bỏ ra ấy. Nó mùi ấy, mùi đất ấy. Nó lại thức dậy luôn. Đấy mà mưa khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa xem nào nhỉ. Ướt hết đất này. Ai xem ai nhặt được nhiều nhá. Không tính ở nhà nhá. Một em đây rồi. Đây. Đi cái đá nhá. Này, còn mốc meo này. Vừa từ dưới này lên. Hy vọng tối nay là đủ ăn. Đấy nữa nhá. Đây. Thêm một em nữa đây. Còn lại bé thôi. Ok. Loại này là ngon nhất này. Đổ lâu rồi, thêm một con rồi. Mốc. Cháu đéo đi theo thôi, đi trước đi. Có con tắc kè nó vừa chui vào đây các bác. Mình đuổi nó ra các bác xem nhé. À kia thôi. Kìa. Tắc kè kìa các bác. Đây. Ở trong kia kìa. Bé bé. Là con tắc kè. Úi. Chạy nhanh thật đấy. Đây rồi. Đây nhá. Đấy.
Được, con này là ngon lắm. Ui này, là han này. Này mà vướng vào thì toàn là han này. Lâu lâu mới được một con thôi các bác ạ. Khả năng đêm nay là không đủ ăn này. Chắc phải đổi hướng đi tìm chuột thôi. À kia rồi, em thấy rồi. Đây em đã được thêm một em nữa này. Đây nhá. Em này vừa từ dưới hang lên này. Khi phải chui xuống dưới này. Một em này. Chỗ này rất nhiều quả má tiền này. Hạt nó này. Đấy nhá. Đây là một loài hoa các bác nhé. Là hoa trên thân này. Rất hay luôn. Ui trời. Đây này. Hai con một chỗ. Loại này loại to mà lại không nắp. Dễ cây này rêu bám lên xanh xanh, đoạn xanh đoạn khô, nhìn vào giật mình tưởng con rắn. Đủ ăn. Cây rừng khổng lồ. Đồ sộ chưa? Còn chỗ vẫn còn khô khốc này. Quả rất nhiều này. Thú rừng vừa đến ăn này. Lấy ít tắc kè đá các bác nhé. Lấy về để ngâm rượu. Khốc rồi nhỉ. Có phết đấy. Đây có cái vực nhá. Sang đây lấy mới được á. Có phết đấy. Đây là có ốc, có chuột. Không có rắn đâu. Để lại. Vị trí hôm nay lo là đường không? Lo là đường. Cười, mình ở bên trên nghe hai ông ở dưới. Ông cơ đòi lên thì ông Chí lại bảo không phải. Ôi nghe một cười. Tìm tấm của ông ấy. Nhưng mà ông Chí này cũng không dám đi. Ông cơ đi đâu thì ông Chí lại phải theo. Có cái tấm bỏ đấy mà cái rồi. Chí không tìm thấy đường còn khóc ấy. Đùa đâu. Đấy, soi chỗ nào cũng giống chỗ nào. Ai biết đi đâu về đâu. Đêm thì nhìn lên trời tối om. Đá như đá như nhau. Đây đây. Đi đến chỗ đấy còn không đi thẳng đường này, lại còn lại xuống dưới cái hồ mà. Đường ngay bên trên không đi, lại phi xuống dưới. Không, cái kiểu đấy mà mình hay bị lúng túng lắm. Cái kiểu đấy mà mình đã sợ đấy nữa là tí nữa là mình khác tiền lạc đường rồi. Đó, mình cầm theo mũ ván nặng quá.
Vừa đi vừa ấy, đến đây có mẹ đấy thì quay lại rồi. Anh cười thì không biết sợ thì cứ chui lên chui xuống nha. Thì lúc đấy bảo Kiệt thế đi theo cú lèng. Rồi. Thì anh cười theo. Rồi không biết đang ở đâu các bác ạ. Lạc đường đấy. Không biết đang ở đâu. Là mất rồi. Như thế này bám được. Thằng nào đấy? Bên nào? Bên này à? Ôi dồi. Quanh đây xem có thấy con ốc không? Kê à? 4 5 nha, sao nó to nhỉ? 6 7 Loại này lấy làm gì? Này để làm giống 8 Chết. Con này bỏ đi. 9 này. 10 11 12 13 14 Lấy nhiều phết nhỉ? 15 16 17 18 19 20 21 đúng chỗ có. 22 23 24 30 con này. 25 26, ủa, riêng của cu đã đủ 27, ăn rồi. 28 29 30 31 32 33 34 35 35 35 em. Đây, của ông Cơ lần đầu đi đi nhà ông đây. Rồi so này là gấp 3 lần. 4 lần. Đàn to to nhỉ. Mình ít nhất. Quả chí đây. Chí chắc là cũng là sợ ma toàn đi sau thôi. Nào. Nào. Đó, còn có hôm qua của ông Cơ. Mình chui nhiệt tình đấy nhưng mà. Còn mình chắc chỉ xếp sau len. Ủa, anh đếm xem nào. Ngăn nào anh? Ngăn to. Của anh toàn ốc to thôi. Cái này của anh không phải ít đâu ấy. 2 bằng nhau. 4 6 toàn loại cổ đại này chứ. Toàn đi lấy 8 10 12 14 cổ đại. 16 cổ đại quá. 18 Ê thầy, thấy chưa? Không nhận được con nào có loại này chưa? 20 22 23 con. Ấy da. 23 con. Em nghe nhặt liên tục mà. Mày nhặt ác ấy nhỉ. Em đi ác đi. Em đi ác em ạ. Đủ ăn các bác ạ. Ê, tối nay được một bữa này. Không say không về, không say không ngủ rồi. Đi ốc. Cả nấm nữa này. Mục nhĩ. Rau cỏ đó. Lâu lắm còn ăn rồi, tối nay phải ăn nhiệt tình nhá. Ok. Rửa món mục nhĩ nhá. Rửa hai lần mới sạch. Tận dụng cái can rách để làm cái chậu. Trong nhà này thành nấu ăn gấp đấy một nồi. Đây là leng xếp thứ nhất, em thứ nhì, chí thứ ba, chín con, anh Cơ thứ bét, tám con, tám được bằng nhau. Tính cả cái con bằng ngón tay. Mà con tay ném đi à, con đấy không phải ốc nha. Luộc lần 1 anh em mang đi rửa lại, nó mới luộc lần 2 mới cho gia vị vào. Cái này mai nha. Rau
Mai anh ăn rau tàu bay à? Ừ. Ô là đấy ăn khó ăn hết đấy. Mai tiếp tục đi hai cái rau mỡ này. Rau mỡ này là một cả buồn. Các loại. Hai loại. Mấy tàu lá này nhìn khác khác nhỉ. Okay. Mục nhĩ xào. Rau này nấu canh. Thế hai em chuột để ngày mai à? Để ngày mai đi. Mang ốc ra rửa nhé. Luộc lần một xong rồi đem ra rửa cho nó sạch ấy. Sau đó lại luộc lần hai. Thì mình ăn cái cảm giác nó ngon hơn nhiều. Còn cho ra lá luôn. Xào mục nhĩ à. Trong nhà đây. Đây món mục nhĩ nhé. Hai anh em này lúc nãy là thăm bẫy được này. Thế là đem về là món này để ngày mai thôi. Sợ ngày mai không có gì ấy. Tối nay thì tập trung vào ốc. Chặt con nước vào đi. Ừ. Nở hơn. Thảo bớt. Kiểu là cái ấy gì đấy, 3-4 loại rau nấu chung. Chấm chung bát này là một bát nước chấm thật ngon để chấm ốc nhé. Ốc này có hạt dổi mắc kén này. Được đấy, được rồi, ốc này nát quá đây. Phần 2 nhé. Phần này nữa là được ăn rồi. Anh em chuột thì để cho bữa mai thôi. Rửa nướng mất thời gian lắm, giờ cũng khuya rồi. Yeah, tập trung nấu con ốc này nhanh nhanh để còn được ngồi. Mà ăn món ốc này thì dễ lại thừa ấy, nên là món này là một ốc này là mai còn có cái mà ăn sạch. Lại chờ một lúc là lên mâm thôi. Yeah. Các món đã xong rồi. Để giữa nhá. Ừ, xong rồi nhá. Đây là đang linh tinh rồi đây này. Ôi, đừng đổ nước. Không. Nghiêng nghiêng lên để anh gạt ra được rồi. Chảo nước. Mâm này là mâm gì? Mâm này là mâm gì đây? Đầu mùa. Đầu mùa các bác nhá. Ốc đầu mùa này nó chưa ăn gì đâu, nó vừa mới chui ra sạch lắm. Rất là béo, ngon.
Chịp anh đang nói và nó ngon, anh đã thấy nước bọt rồi đấy. Đang nói mà nó nghe vừa nước nước bọt vừa nói rồi các bác nhé. Miếng. Đi nhé. Không chờ được nữa rồi. Thèm lắm rồi. Miếng rồi. Thôi em mời toàn thể các bác dùng bữa tối cùng bốn anh em nhá. À, em mời toàn thể tất cả mọi người nhá. Tất cả các bác nhá. Ngon quá. Ê, ăn rồi đi. Ăn đâu rồi? Thơm quá này. Sao ớt này có. Cái này sống trên núi đá lâu là rơi tả đá là bị vết thương đây mình này. Đây thầy. Thôi, em mời các bạn 10 nhá. Pỉa luôn đây. Ngon thật. Okay, mời các bác nhá. Này mời các bác nhá. Hạt dổi mắc kén các bác nhá. Đúng bài thật cái chuyện này. Mời các bác nhá. Ngon thế. Ngon. Đúng là bữa đầu mùa này ăn rất là thích, không có gì bằng. Không nhỉ? Nhỉ ngon lắm. Không biết chán đâu. Úi, đúng không kìa? Rồi. Cảm giác kiểu ăn mùng nhĩ nhiều nó hay đau bụng nhưng mà không thấy bị bao giờ đâu nhỉ. Thuộc cái dạng không gây ra một cái gì về tiêu hóa đâu. Được rồi. Đây đấy, còn là gì đây đấy. Đấy. Ok. Đấy, lên đấy. Mình đặt đây. Còn qua làm gì đây? Anh châu trận thì uống nước đục nhá. Quá ngon, lâu quá. Nhận rồi. Kiểu lại không ra cái món kia. Thuốc bắc. Mất thật à? Mấy cái rau thổ lộc liên tục, nó đỡ rồi. Vâng, ngán con nào đâu. Đặt nó khăn lòng hết nhỉ. Tôn giống này. Thông giống này. Bịa này ủ mấy tháng trời đấy. Này. Cái củ này thế này. Cái kia ăn lại uống lại nhé. Gần ra không? Nhận rồi. Con ông này nó ăn cả cái mùng nhí này mà. Chà. Ra rồi. Rất ngon, phải ăn nhiệt tình, uống nhiệt tình. Hôm nay mình nhặt được 4 con cái loại này này. Tí nữa mỗi người một con nhá. Có ai khác nhận đây? Em nhà là con bé này, em là con bé thôi. Không. Bốn con rồi đâu. Bốn con đó thầy. Mỗi người một con. Uống cái gì? Không gắp à? Gắp thì gắp to luôn này. Không gắp này, đúng con à? Thôi để em con này cho. Để em cưa con này. Còn mọi người có bắt được thêm con nào nữa không? Em bắt được mấy con bé mà. Bé đấy, bé. Con bé thì nhiều. À con này ấy nhỉ. Thấy. Coi mà chưa môi mấy. Đưa đi. Ba mươi lít rượu cơ mà. Không, 2-3 lít thôi. 2-3 lít thôi. 23 lít thì cũng được rồi. Nhiều vào thế nên anh tao hoàn cho mà anh lại nhớ phổ phí anh ấy.
Đúng rồi, tí nữa em thấy rồi. Kiểu anh thấy buồn hôm nay, thấy mặt anh buồn hiu rồi đấy. Hôm nay anh thấy hắt xì lắm rồi. Mặt hôm nay được một tuần. Mặt mà buồn buồn thối lắm rồi. Hôm nay mới ngày thứ năm. Đây ngày thứ năm. Thứ sáu, ngày thứ năm, thứ sáu. Nếp bịch kia đi, uống bịch kia trước, uống bịch này ngâm để mai cho nó ra màu nhiều. Sông cao à? Sông cao, mai cho nó ra màu nhiều ra. Nãy đi nhổ được. Nãy nhổ được cho vào bịch luôn. Cái bịch, lấy bịch trắng này. Trắng à? Ừ, để uống cái đế ngâm để ngày mai cho nó ra nhiều. Cho ra tí ra. Ra tí ra, vừa cho vào. Này, sông cao này, anh mà cứ uống, có khi anh còn... Đấy à? Đây, đây, đây. Đòi về, ngày mai anh còn đòi về ấy. À, thế à? Ừ. Căng nhỉ. Ôi đâu mà căng. Căng cho trùng gãy. Căng thẳng quá. Ấy, anh em mình uống rượu như thế này chắc giả mạo thôi á. Đâu đâu đâu, đã ra đâu. Ừ, ra dần rồi. Đấy, đúng không? Thôi, mời anh. Một xoáy của nó mà. Đây. Giờ là ra rồi đấy. Phải không? Phải đâu. Em các móc ra đi thôi. Ừ, đấy. 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 Ê, mời nhau đấy. Ý là cứ thấy cái vòng xoay của nó về hướng nào thì mình cứ xóc theo cái vòng quay đấy. Xuống đó, mình gõ được nó mắc ở đây. Nó xuống đó. Thế mời nhau đi nhỉ. Nó ra được. Em nói này nha. Mới tuôn nó ra được. Một con có lại mí mí à? Mí mí đó. Vì tí nữa. Đây, rồi anh đây. Đây là mí mí tu. Mì mì tu này ăn ngon lắm. Mì mì tu. Mì tu ăn ngon lắm. Mì mì tu. Thằng Âu bỏ đây. Em một mình ở bên này nhá. Bên này bao để áp rồi. Anh một mình sao anh ăn hết một người kìa. Ba người mới được còn cái này. Phải... Ngon nhỉ. Ngon phải ăn khỏe chứ. Thông tí thừa đây mà. Ăn mạnh vào không hết đấy. À quên thừa rồi đấy. Ý, bữa ông này không bao giờ thừa, không bao giờ để mà chén liên tục là thiếu đấy. Tí nữa lại đi soi tiếp nha. Chả có đâu. Tí nữa đi em dẫn hai ông đấy là bảo. Làm cơn mưa xuống nữa nhỉ, thì đúng là tạnh mưa à? Đi thật đấy. Tí nữa anh em mình dẫn hai ông vào cái đường có trận mưa. Anh em mình tắt đèn, anh em mình mò theo con đường. Tối nay con này kêu nhiều nhỉ, tối nọ kêu con giờ là anh em là ai cũng say rồi đấy. Nhớ hôm nay con gõ mặt cu còn trốn hẳn trong kia nhìn chả thấy gì á. Để cho ánh sáng tí xem nào. Chỗ này cần vách để xem kịp thoát không chứ. Nhìn mặt sao sực sực như giận anh như sao. Mặt đặt thối như này. Đâu, đâu làm gì. Xa vợ mới có 7 ngày rồi. Bây giờ bốn em chuẩn bị đi ngủ các bác nhá. Làm nhớ chuẩn bị chăn màn xong là anh em ngủ đi. Thì ở đây cũng chẳng có muối đâu các bác ạ. Mùa này với lại ở trên núi cao này ít muối lắm. Anh em ở xong là đốt lửa ấy, thì gần như kiểu là không có muối đâu. Nên là không cần phải màn gì đâu nhé. Ôi, đi ngủ các bác nhá. Sáng nay là bốn anh em sáng nay đi làm buổi sáng gọi là đi hái rau buổi sáng mà còn phải bôi cho vào cái chân. Các bác ạ, hôm nay là tối nào thì ai sợ ma nhất cũng phải ngủ giữa. Em với cu thì già dặn rồi thì cũng phải ngủ rìa thôi. Đi à. Ngủ giữa rồi. Hôm nay hôm nay mình cũng say say rồi xin phép mới đến mình cũng hơi sợ ma một tí. Chúc toàn thể các bác là buổi tối ngủ ngon các bác nhá. Các bác ngủ ngon nhá. Mọi người nhá. Có hai con ma già này không để đi ra vào rừng đâu. Ngủ đâu. Ôi, tắt cái bóng đi. Mà về đây. Eo xin mà. Eo xin mà. Ồ. Eo xin. Ôi được có các. Ôi được có ôm em nhá.